Ngày 22 tháng 11, Công an quận 8 cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang lấy lời khai Nguyễn Văn Nhu, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, người dân phát hiện một căn nhà ở phường 15, quận 8 bốc cháy nên hô hoán dập lửa và báo cơ quan chức năng. Vụ việc làm chị Đê và hai cháu nhỏ, sinh năm 2020 và 2021, tử vong. Còn bà P là bà ngoại của hai cháu bé thoát chết trong gang tấc. Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết có nghe bà P kể lại vụ việc. Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc, bà P đang ở nhà cùng con gái và hai cháu ngoại. Lúc này, người đàn ông mặc áo Grab, tức Nhu, chạy đến trước nhà và hô lên: "Bà D đâu rồi?" Tưởng là có người đến giao hàng, chị D ra mở cửa thì bị người này cầm hung khí đâm liên tiếp. Thấy vậy, bà P chạy ra hô hoán cho mọi người xung quanh đến cứu thì bị tạt xăng, châm lửa đốt. Dù đã cố gắng ứng cứu, nhưng do cháy lớn nên hàng xóm đành bất lực. Đến khi cảnh sát khống chế được ngọn lửa, hai cháu nhỏ đã ngạt khói và tử vong. Cùng lúc mất đi con gái và hai cháu ngoại, bà P gào khóc thảm thiết. Tại trụ sở công an, Nhu khai do mâu thuẫn tình cảm nên mua xăng tới nhà chị D nói chuyện thì cự cãi. Sau đó, Nhu dùng hung khí sát hại chị D, khóa trái cửa căn phòng chứa hai cháu bé và đổ xăng, đốt nhà. Thấy lửa bốc lên dữ dội, Nhu bỏ xe, chạy bộ ra con hẻm để tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ.